trình dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ có một cái video tặng quý vị và các bạn. Cái video này nó mang cái tính chất gọi là thông tin là chính, hướng dẫn thông tin là chính. Video có tên lấy chồng Việt kiều ngoại kiều cần phải biết thông tin này. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại cái vấn đề mà lấy chồng ngoại kiều, lấy chồng Việt kiều đối với người Việt Nam mình không có sao lạ. Tuy nhiên vì sao tôi phải đưa ra những cái thông tin cơ bản nhất? Vì quý vị và các bạn có những cái vấn đề cần phải hiểu rõ hơn. Và nếu trong trường hợp mình không biết thì mình đang trong trường hợp đó mà mình search lên Google thì rõ ràng có những cái thông tin trái chiều. Hôm nay thì tôi đưa cho quý vị và các bạn hai vấn đề. Thứ nhất là cần chuẩn bị gì trước khi kết hôn. Cái thứ hai nữa là thẩm quyền của kết hôn. Thưa quý vị và các bạn, tôi có một người em. Em là công chứng viên của một phòng công chứng. Em bảo với Thu là chị ơi, có một cái em này đã đến dịch thuật giấy xác nhận và những cái giấy tờ gì đó. Mà nói thiệt với chị, em thì em chỉ rành ba cái mảng công chứng thôi. Em chỉ chị nha. Thì sau khi mà em đã cho cái số điện thoại thì cái em gái đó đã điện cho tôi. Tôi hỏi là em kết hôn ở đâu và nhà em ở đâu và một số thông tin cơ bản thì mới biết được em này ở xa lắm, ở cái tận Cà Mau. Mà quý vị và các bạn biết rồi, do cái tính chất công việc thì tôi cũng đã hướng dẫn em hai cái vấn đề chính. Và hôm nay hai vấn đề đó là tôi nói với quý vị và các bạn trong cái vấn đề này. Thứ nhất là chúng ta chuẩn bị về giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Thì chúng ta biết rồi, khi mà bán một cái tài sản nào đó, nếu chúng ta đồng sử dụng, đồng sở hữu thì chúng ta bổ sung cái giấy chứng nhận kết hôn. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta có một cái tài sản mà chúng ta chưa lập gia đình thì chúng ta buộc lòng phải làm cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Còn đối với cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà dân bình thường á, mọi người vẫn nói là giấy độc thân á, cho nó tiện, thì khi mà kết hôn với người nước ngoài thì đặc biệt các bạn cần phải cung cấp cho tư pháp xã, phường, thị trấn biết rằng cái anh mà tôi chuẩn bị kết hôn đó, ảnh tên gì và ở đâu, quốc tịch như thế nào. Ví dụ như bây giờ cái em gái hôm bữa đó, em ở một cái phường 3 quận gì đó ở tỉnh Cà Mau, thì em đến ủy ban nhân dân của phường, em xin rằng là bây giờ em kết hôn với người Nhật tên là Ajinomoto gì đó, ở quốc tịch Nhật, địa chỉ phải ghi trong cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để cho khi mà mình kết hôn mình mới biết, tránh những trường hợp cái sử dụng không đúng mục đích. Tại vì cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với ủy ban nhân dân phường cấp cho cá nhân á, người có yêu cầu thì sẽ sử dụng vào mục đích là có yếu tố nước ngoài, hay là sử dụng vào mục đích mua bán nhà đất, hay sử dụng vào mục đích nào đó rất là rõ. Tôi đơn cử một cái ví dụ nữa nha. Ví dụ như bây giờ em gái chuẩn bị kết hôn này đang ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thì em sẽ đến ủy ban nhân dân xã. Trong cái trình bày thì em bảo rằng em kết hôn với anh Tom gì đó, quốc tịch Mỹ, địa chỉ ở gì đó. Và ủy ban nhân dân xã, nói chung là tư pháp xã, sẽ giúp em làm một cái xác nhận tình trạng hôn nhân, mục đích là để kết hôn với anh Tom, quốc tịch Mỹ, địa chỉ gì đó. Nếu như quý vị các bạn, thêm một cái ví dụ nữa nha. Em này ở phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hộ khẩu em ở phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thì em đến ủy ban nhân dân phường
em bảo rằng là em kết hôn với anh Việt Kiều là Nguyễn Văn Tèo, quốc tịch Mỹ, có cái địa chỉ ở một cái nơi nào đó, và nói rõ như vậy để người ta, để các anh chị tư pháp giúp. Nãy giờ nói toàn là nam không à. Cũng có thể rằng là một em, một anh nam nào đó kết hôn với một cái chị Việt Kiều, thì anh phải ghi rất là rõ. Ví dụ như bây giờ anh này ở xã, ở thị trấn Củ Chi, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Hoa ở quốc tịch Canada, thì trong anh phải đến Ủy ban Nhân dân thị trấn Củ Chi, anh bảo rằng là anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Hoa, quốc tịch Canada. Nhớ nha quý vị và các bạn, đó là rõ rồi ha. Khi mình kết hôn thì mình cần đến Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi mà mình đang có hộ khẩu thường trú, để người ta trong cái bộ tàng thư của tư pháp, của lý lịch tư pháp, thì người ta sẽ đánh ra và người ta bảo rằng là kể từ ngày 18 tuổi đến nay, là ví dụ như tôi lấy tôi đi, tôi chưa kết hôn lần nào đó, tôi đến ủy ban nhà tôi ở thị trấn Củ Chi, thì tôi sẽ đến và trong cái khi mà đánh tên tôi, của tôi tên là Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, thì tàng thư là bà Thu từ năm 18 tuổi, tức là tính kể từ khi cái cá nhân người đó 18 tuổi đến nay, đến cái lúc mà mình xin xác nhận để kết hôn á, chưa kết hôn với ai. Và trong cái nội dung là kết hôn là tôi sẽ kết hôn với ông A, quốc tịch gì đó, tên đàng hoàng nhá, quốc tịch gì đó, và có địa chỉ tại đâu. Cái này thì thực ra thì nó cũng là một cái vấn đề cơ bản. Đáng lẽ là tôi sẽ không đưa vào cái trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta đâu. Tuy nhiên rằng là tôi cũng muốn, mong qua cái thông điệp này để gửi đến quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn hiểu thêm khi mình làm cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, để tránh trường hợp mà mình sẽ làm đi làm lại nhiều lần. Cái vấn đề thứ hai nữa, rằng là cũng một người đó mà trước đây họ đã kết hôn rồi, và họ đã có một cái bản án hoặc một cái quyết định của tòa án, thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ như thế này ha, tôi đặt một cái giả thuyết, một cái chị A mong muốn kết hôn với anh người nước ngoài. Hiện tại là chị đã, trước đây chị A này kết hôn với một người khác và đã có được cái quyết định công nhận sự thỏa thuận từ năm 2010. Vậy thì tình trạng của chị bây giờ là độc thân, vì cái anh chồng trước đã được ly hôn bằng quyết định của tòa án, có thể là quyết định, có thể là bản án quyết định công nhận sự thỏa thuận, hay là bản án của tòa. Thì sau khi mà chúng ta cần cái xác nhận tình trạng hôn nhân thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta phải đưa những cái thông tin của cái người bạn trai, bạn gái mà mình chuẩn bị kết hôn á, đưa cho anh chị tư pháp. Đồng thời phải đưa cho anh chị tư pháp rằng là trước đây tôi có kết hôn thật, nhưng kể từ năm 2010, ví dụ như bản án của tòa là ngày 1 tháng 1 năm 2010, đến nay là chưa kết hôn với ai lần nào. Vậy nha quý vị và các bạn. Và chắc chắn trong cái bộ hồ sơ xin kết hôn nộp ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quý vị và các bạn cũng phải cung cấp cái quyết định công nhận sự thỏa thuận hoặc cái bản án ly hôn. Quý tư pháp ơi, tôi trước đây tôi có lập gia đình đó, nhưng mà bây giờ kể từ khi bây giờ tôi trở thành một người độc thân rồi, luật cho phép tôi được kết hôn, vì luật hôn nhân và gia đình nói rồi là hôn nhân một vợ một chồng. Trở lại vấn đề, nếu trong trường hợp quý vị và các bạn
người nhà, người thân, quý vị và các bạn đã ly hôn thì chúng ta cũng phải đem cái quyết định hoặc bản án, nhớ nha, phía bên trên nó phải có một cái chữ án có hiệu lực pháp luật, chứ còn bản án mà chưa có hiệu lực pháp luật thì không thể được xem là đủ nha. Đó là cái vấn đề thứ hai. Nếu trong trường hợp chúng ta ly hôn thì khi đến Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, chúng ta cần phải cung cấp cho quý tư pháp cái tình trạng hôn nhân của chúng ta, để từ cái mốc thời điểm mà tòa án có cái ban hành cái phán quyết có hiệu lực thì chúng ta sẽ tiếp tục được quyền xác nhận tình trạng hôn nhân độc thân. Cái vấn đề thứ hai nữa là tôi cũng không nhớ chính xác nữa, tuy nhiên rằng hiện tại khi mình kết hôn với ngoại kiều, khi mình kết hôn với Việt kiều, nói chung là kết hôn với những người nước ngoài, thì chúng ta được kết hôn ở Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thuộc tỉnh. Nó không phải là kết hôn ở sở tư pháp nha quý vị và các bạn. Tôi nhớ hồi xưa khi mà trước đây kết hôn ở sở tư pháp thì một số điểm nóng như là lân cận đó, của tôi thì cái việc mà kết hôn giả nhiều quá, cho nên là tránh những cái trường hợp khi mà kết hôn giả nó nhiều đến mức độ mà cái tỷ lệ gọi là rất nhiều, và một số anh chị em chuẩn bị kết hôn đó đã chuyển hộ khẩu qua một số tỉnh thành khác. Còn hôm nay thì cái việc thủ tục kết hôn với ngoại kiều, kết hôn với Việt kiều tương đối dễ nha quý vị. Ví dụ như bây giờ nhà mình ở có hộ khẩu thường trú ở quận 3 thì mình sẽ chuẩn bị nguyên một cái bộ hồ sơ và mình nộp ở Ủy ban Nhân dân quận 3. Nhà mình ở Cần Thơ thì mình sẽ nộp đơn ở Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều chẳng hạn. Chúng ta sẽ xem từ cái hộ khẩu thường trú. Ví dụ giờ tôi đã ở huyện Củ Chi thì tôi sẽ làm đơn kết hôn ở huyện Củ Chi. Ví dụ như bây giờ tôi có hộ khẩu thường trú ở huyện Bến Lức thì tôi sẽ kết hôn với và tôi chuẩn bị hồ sơ và tôi nộp ở phòng tư pháp huyện Bến Lức nha quý vị, huyện Bến Lức tỉnh Long An. Thưa quý vị và các bạn, tóm lại trong hai vấn đề này tôi đưa cho quý vị và các bạn là cái gì? Hai vấn đề này tôi đưa cho quý vị và các bạn đó là những cái thủ tục giấy tờ cần thiết cho các bạn ở Việt Nam để các bạn đủ điều kiện chắp cánh bay lên kết hôn với người nước ngoài. Nó còn đó một cái chân trời sẽ hy vọng, một cái việc đổi đời, cũng cái một cái tương lai nó sẽ tốt đẹp hơn. Và đây là một cái video rất nhỏ trong cái việc chuẩn bị hồ sơ, bộ hồ sơ giấy chứng nhận, bộ hồ sơ của kết hôn với ngoại kiều, kết hôn với Việt kiều mà văn phòng chúng tôi gửi đến quý vị qua hai thông điệp. Thông điệp thứ nhất là thông điệp xác nhận tình trạng hôn nhân, buộc phải có tên của người chuẩn bị kết hôn, thông tin của họ. Thứ hai là thẩm quyền kết hôn của Việt kiều, của ngoại kiều, người nước ngoài nói chung thuộc Ủy ban Nhân dân quận, phòng tư pháp. Các bạn cứ đến phòng tư pháp Ủy ban Nhân dân quận, huyện nơi cái người Việt Nam có hộ khẩu thường trú. Xin trân trọng cảm ơn. Nếu quý vị và các bạn có những cái điều gì khó khăn, chuyện các bạn cần hỏi thì xin cứ liên lạc qua đường link ở phía dưới. Tôi sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để mà trả lời quý vị và các bạn một cách sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn.